Này có tin là tôi một lần nữa được đứng trên thính không? Nhạc gì vậy? Nhạc này phải nhạc Tiêu Kỳ. Nhạc này là nhạc đéo gì á? Đào tiên. Đây là đào tiên. Wow, ở đây thì là chiều đầu tiên ở đây mà. Đây là hộp đào của khỉ ăn còn chưa. Cùng quá, ở đây cũng có người lút rồi. Con bảo tôi kiếm ngựa đi. Ok, tôi kiếm ngựa. Sao mà đòi núi chập trùng vậy? Bỏ đây mới sao bắn luôn á. Ui. Ui. Chết với tôi nè, chết với tôi nè. Cái gì vậy? Game lồn. Three hours later. Má chán ghê ở đây mà. Game giờ toàn hack là hack không à. Chán thiệt chứ. Tôi không biết có cái game nào mà nó cũng bắn súng dài nhưng mà kiểu có hack hoặc là trâu trâu tí chứ hack gì quá. Bắn phát chết mẹ bị mấy hack bắn chết nhanh lắm. Game nào kiểu bắn súng mà trâu trâu tí không? Có nào biết không? World Robot hả? Ok, chúng ta sẽ thử với lại World Robot nha anh em. World Robot anh em à. Đây là game free to play. Có nghĩa là anh em tải game miễn phí để chơi luôn. Chế độ đó chính là 6x6 và thời gian thực. Rồi, đồ họa thì cực đỉnh luôn. Anh em có thể tải game này bằng cái link ở dưới Woody để dưới phần mô tả nha. Anh em có thể tải game này để ủng hộ cho Woody để sau này Woody có thể phát triển những cái nội dung về sao Woody tiếp tục cho anh em. Vũ khí và robot rất là đa dạng và hầu như là có nhiều lối chơi lắm chứ không phải là việc là robot bắt nhau không. Đồ họa thì là đồ họa 3D. Game bây giờ cũng đã có server Việt Nam luôn rồi. Anh em có thể chơi thoải mái mà không sợ giật lắc đồ rồi kia. Anh em thể hiện đẳng cấp luôn. Anh em tải game này của Wendy thì anh em có thể nhận được một con Destroyer nha. Cộng với lại một skin đi kèm nữa. 100 vàng và hơn 400 ngàn bạc. Nhiều lắm đó anh em à. Trong game này là nhiều lắm luôn. Anh em tải bằng cái link ở dưới đây là đảm bảo anh em là hơn người ta rất là nhiều luôn, quá dữ luôn anh em à. Về tương lai thì nhà phát triển luôn tung ra những cái bản update và hầu như là robot mới với lại map mới này kia cho anh em chơi liên tục. Game này phát triển rất là dữ dằn. Hiện tại Woody đang thử con robot mà con nào cũng hay và có năng lực riêng biệt hết. Và đó chính là World Robot, nhà tài trợ chính trong video lần này của Woody. Cảm ơn anh em rất nhiều và mong anh em ủng hộ Woody cũng như là World Robot bằng cách tải game World Robot ở dưới link bên dưới phần mô tả. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Và mời anh em tiếp tục xem video. Ôi trời ơi, thôi những cái cục vậy. Cái nhà này lại ngon, cái nhà lại ngon cực kỳ. Vô cái góc đó là cỡ nào cỡ cũng trong bò sao nữa hết đó. Mẹ bo gì kỳ cục ấy, bo ngon quá.
Bò gòn quá đây mà. Hay giờ mình chạy qua nhà cái bên, nhà cái bên mình đéo có người. Cái nhà này nè. Bây giờ đéo nghe tiếng thằng nào trong chỗ hết á. Chắc chắn luôn. Đâu bắn nó, thằng kia bắn ở bên đây. Này nó vô tới rồi nè. Tiếp chứ bị bắn nhau. Thế nào một thằng Goya Tuấn luôn vô bay. Thằng khác vô nữa, một thằng vô nữa. Hai thằng, ba thằng dưới lận. Ba thằng dưới nhà mình lận. Còn một thằng đu bay với một thằng mới chạy vô bên phải là ba thằng. Vẫn còn ba thằng. Tôi có một cách. Từ sao nó bắn được? Không có backup. Nó bắn nhau, hay rồi. Đâu vậy ta? Ở đây hết backup rồi, nó bắn ở đâu vậy? Thùng, trời ơi, má dở thiệt luôn á. Ủa, sao cái thùng nó không có trên bản đồ à? Thì mày quái mày. Tôi nhìn trên bản đồ, đéo có backup nữa luôn. À đúng rồi, cái thùng nó cũng giống như cái cây đó, đéo có trên bản đồ. Má cây thật. Má đúng cây luôn á. Tôi nghĩ là nó ở phía trong của cái vách nhà đá rồi.